Rồi bây giờ mời anh chị vào khu chánh điện của chùa Quan Âm nha anh chị. Xin lỗi thì ở đây trong đây thì mình cũng không thể nói gì được nhiều, cái nơi tôn nghiêm. Cá cho anh chị nha. Rồi thả xuống luôn. Bơi chúc anh chị luôn may mắn nha. Dạ xin đi, xin chào anh chị các bạn và tiếp tục xin đi mời các anh chị các bạn lang thang cùng xin đi. Hôm nay là mùng 8 Tết và chúng ta đã kết thúc 3 ngày Tết, 7 ngày xuân, kết thúc Hà Niêu và mọi cuộc sống diễn ra rất là bình thường rồi anh chị. Sài Gòn rất là đông. Thì hôm nay Sunny cũng muốn mời anh chị mình lang thang con đường Lão Tử. Nơi đó có một cái chùa Bà Quan Âm. Ở cái cảnh người ta đi cúng bái cầu sự bình an trong tháng Giêng anh chị. Và trước khi đi tới Lão Tử, con đường có chùa Bà Quan Âm á, thì xin đi quay bao quát một số con đường để anh chị hình dung trước mặt anh chị, đó là Thuận Tiều Plaza và con đường Hồng Bàng. Hướng này thì chúng ta sẽ về cây gõ và hướng này chúng ta về chợ An Đông nè anh chị. Rồi, mời anh chị rảo bước cùng với Sunny nha, để mình tham quan cái cảnh náo nhiệt của cái việc người ta đi hành hương như thế nào tại cái chùa Bà Quan Âm. Chúng ta sẽ đi dọc con đường Châu Văn Liêm, xưa kia là con đường Tổng Đốc Phương anh chị. Rồi, cái nhà màu vàng vàng đó là rạp hát Thủ Đô năm xưa, và dọc cái đó thì có một cái chợ Thủ Đô, thì hôm nào Sunny cũng sẽ quay cái đó cho anh chị. Hôm nay thì mới mùng 8 mà nên cái chị buôn bán nó cũng chưa vào bình thường, người ta còn nghỉ ngơi. Tháng Giêng là tháng đi cúng bái. Rồi chúng ta đi nha, ở đây chỗ bán nón 20.000 một cái nón. Đường xá thì anh chị thấy rất là đông nha. Đây cái nón nào cũng 20.000 nha chị hai. Đi chơi đi chợ đi đâu nào cũng có 20.000, quá dễ cái nón nào đi đâu nào cũng 20.000. Đi cũng quay lại cái rạp hát Thủ Đô cho anh chị. Bây giờ nó biến thành Tân Thủ Đô, khách sạn Tân Thủ Đô. Và ở dưới thì mình thấy có nhà hát nghệ thuật hát bội, rạp hát Thủ Đô. Và có thể là cái chợ Thủ Đô nó xuất phát từ đó, không biết có phải không anh chị. Đường xá Sài Gòn rất là đông đúc. Đây là hát Thủ Đô phía trước mặt. Chúng ta mời anh chị đi tiếp nha. Và giao với con đường này là con đường Lão Tử. Và bây giờ mình sẽ men máng bên tay trái để mình vào cái chùa Bà Quan Âm. Còn trên đường Nguyễn Trãi là chùa Bà Thiên Hậu, còn đây là chùa Bà Quan Âm nha anh chị. Trước mặt anh chị đó là chợ Thủ Đô và đây là rạp hát Thủ Đô. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha. Cái góc này, cái nhà này lâu rồi nè anh chị. Phải chọn khối chung cư ở đây. Thì không biết như thế nào, không biết là người ta có cho quay bên trong hay không. Thì nếu mà quay được thì xin đi quay, còn nếu không được thì cũng thông cảm, tại cái đó là cái nội quy chung, thì trong chánh điện không được quay thì anh chị cũng thông cảm cho xin đi nha. Chỉ quay những cái quang cảnh bên ngoài người ta đi lễ thôi. Đó, thì con đường này bình thường thì cũng rất là vắng, nhưng mà cứ tới tháng Giêng thì đông. Thì ở đây là bán hoa quả, giấy tiền, vàng bạc, nhang đèn.
ta đi viếng rất là náo nhiệt anh chị. Hàng ngày thì Sunny cũng đi ngang đây lắm, đi xe gắn máy ngang đây, nhưng mà nó không có náo nhiệt như thế này. Con đường này rất là vắng, nhưng mà cứ đến những cái mùa vía bà Quan Âm thì rất là đông, buôn bán thức ăn, thức uống, giấy tiền vàng bạc, đồ cúng vân vân, họ gói lên thành phần đây nè anh chị. Chùa Bà Quan Âm. Cái chữ là chùa Ôn Lăng, mà mình hỏi người dân địa phương thì nói đây là chùa Bà Quan Âm. Đây cái cảnh à. Và đối diện đây là cái hội quán. Mình sẽ vào cái hội quán thì mình quay một vòng cái khuôn viên, thì có thể là anh chị ngày xưa thì cũng có đã từng tới cái hội quán này chơi. Giữa thì có một cái hồ rất lớn. À, xung quanh thì ở đây thì có những cái trường học dạy tiếng Việt và tiếng Hoa luôn. À, dưới cái hồ thì mình thấy những con rùa rất là nhiều. À, rùa nè anh chị. À, người ta thả rau muống. À, con rùa con nằm trên cái lưng con rùa mẹ. Tình mẹ. Rồi, một tí tổng thể về cái khu vực này. À, nhưng mà một cái xung quanh đây là nhà dân anh chị. Nếu anh chị có kỷ niệm về cái hội quán Ôn Lăng thì anh chị chia sẻ cho Sunny nha. Lúc trước là những cái nhà này có hay không, nhưng mà theo mình biết là cái nhà này sau này thôi. Và đây là hội quán Ôn Lăng. Hội quán Ôn Lăng ao cá phóng sinh, số 5 đường Lão Tử, quận 5. Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Bây giờ thì mình sẽ vào viếng nha anh chị ha. Chùa Quan Âm phía trước mặt. Rồi bây giờ mời anh chị vào khu chánh điện của chùa Quan Âm nha anh chị. Xin lỗi, thì ở đây trong đây thì mình cũng không thể nói gì được nhiều. Cái nơi tôn nghiêm chính vậy, mình chỉ quay gửi cho anh chị thôi. Cùng lúc tân xuân. Đây là cái quang cảnh ở khuôn viên. Thì gửi anh chị một số đường nét kiến trúc của ngôi chùa cổ của người Việt gốc Hoa nha anh chị. Mình cùng vào nha, mình viếng bà. Dạ không. All right.
tính sai rồi. Phía sau nha anh chị. Sunny đoàn, Sunny là ánh mặt trời đó. À, ở Vũng Tàu vậy phải không? À, đúng rồi. Đi thôi tắt máy đi. À, sau khi quay đàn cá chép, có gì đó một tí nước, có nước là có tiền anh chị. Và đàn cá chép cũng cầu mong sự may mắn tới anh chị và các bạn.
Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ có một số quan cảnh người ta cúng kiến ha, để gửi anh chị. Đó là có một cái nét văn hóa rất là đẹp của người Việt, văn hóa tín ngưỡng. Rồi mời anh chị và các bạn nhé, mình đi một vòng. Cảnh thờ cúng sinh lộc đầu năm. Cái này là sinh sâm. Đây là cái cảnh sinh sâm nè anh chị. Xin xăm và hỏi tuổi tên của bà xã. Con xin phép con quay thật bà. Rồi. Cảnh mọi người anh đứng ngồi nhà tôi coi di kiện. Dạ, cái này còn xin phép quay số quỷ là đó là một số quan cảnh của chùa Bà Quan Âm, và hy vọng rằng đây là một cái hình ảnh để gửi anh chị những ngày xuân nha anh chị. Rồi mình sẽ đi ra ngoài và tiếp tục quay cái cảnh quan cảnh bên ngoài để gửi anh chị. Đây, cái quan cảnh và Sunny cảm thấy rất là vui đã ghi nhận một số cái hình ảnh về chùa Bà ở con đường Lão Tử, và hy vọng rằng video clip này gửi đến chị một số hình ảnh người ta đi viếng chùa Bà của những ngày của tháng Giêng của năm 2019. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Sunny rất là vui thực hiện cái clip này để gửi anh chị và các bạn. Nhân đây cũng xin kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye anh chị và các bạn nha. Mình sẽ kết thúc tại góc ngã ba đường Lão Tử và Dương Dữ Học.